Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 892 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch 3990 triển khai thực hiện quyết định số 892 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều nội dung quan trọng nhằm phát triển hiệu quả bền vững kinh tế biển của địa phương. Theo kế hoạch, Bình Thuận sẽ chú trọng đẩy mạnh phát triển nghề cá xa bờ, đẩy mạnh khai thác nuôi trồng hải sản trên biển, giá trị hàng hóa cao, theo hướng hiện đại hiệu quả bền vững, gắn kết với dịch vụ thương mại nghề cá và chế biến xuất khẩu tập trung, tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế hợp tác, thu hút đầu tư doanh nghiệp để hiện đại hóa quản lý nguồn lợi thủy sản và hoạt động của đội tàu khai thác, hoàn chỉnh đầu tư dịch vụ hạ tầng cơ sở nghề cá, khu căn cứ dịch vụ hậu cần trên biển tại đảo Phú Quý. Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh, gắn với tạo dựng cụm liên kết ngành kinh tế biển, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai OCOP Bình Thuận theo từng giai đoạn và hàng năm. Bình Thuận cũng sẽ chủ động phối hợp, đề xuất chính sách khuyến khích ưu đãi về thuế, tín dụng, sử dụng đất để thu hút đầu tư và liên kết hợp tác các tỉnh với nhau, hình thành cụm liên kết ngành kinh tế biển, khu công nghệ cao, đô thị lớn ven biển, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại và cơ sở vật chất hạ tầng cho ngành du lịch và các địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch ven biển, hải đảo của tỉnh, kết nối cơ sở hạ tầng kinh tế biển, khu công nghệ cao, đô thị du lịch biển, gắn với không gian phát triển các khu cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, vùng du lịch, đô thị ven biển, hình thành các trung tâm kinh tế biển mạnh.